pháp tu song thân, con đường tắt đến thành Phật hay đến địa ngục. Nói về pháp tu song thân, trong các truyền thuyết của Na Lạc Lục Pháp hay Tát Ca, giáo pháp Tây Tạng thuộc Kim Cương Thừa xuất phát từ các vị đại thành tựu, đều có truyền thống tu luyện song thân pháp, nhưng họ chỉ truyền dạy cho một số cực ít những người có trí tuệ tột đỉnh và đã ngộ đạo, bởi chỉ những người như vậy mới khống chế được dục vọng. Đối với những kẻ phàm phu tục tử, thì đây lại là điều kiện để sinh lòng dâm dục. Chưa bước vào tu hành, đã chạm đến khoái lạc của bản thân. Ngay đến những vị sư tưởng chừng như đã đắc đạo, cũng chưa hẳn đã luyện thành pháp tu này. Nếu vô tình phạm vào tà dâm, thì chỉ có thể đưa mình xuống địa ngục mà thôi. Song thân pháp có thể tu theo thể thực và thể hư. Thể thực nghĩa là trực tiếp đưa dương vật vào sâu trong âm đạo của đối phương, thường gọi là thủ ấn sự nghiệp. Nhưng đối với các vị bế quan trong thâm sơn cùng cốc, tìm được thiếu nữ đồng tu là điều không dễ dàng. Thế nên pháp tu này mới sinh ra, trí tuệ thủ ấn, có nghĩa là tưởng tượng như mình đang ôm một thiếu nữ cùng tu. Tesongkhapa, nhà cải cách lừng danh của Phật giáo, người sáng lập tông phái Cách Lỗ, một trong những giáo phái quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng, có đánh giá rằng các sư nên dùng phép trí tuệ thủ ấn để tu luyện, bởi vì không phải ai cũng sẽ thành công, cũng như không phải ai cũng vượt qua được ngưỡng cửa của nữ tính và dục vọng ẩn sâu trong người, nhất là khi người đồng tu là một thiếu nữ xuân sắc dạng người. Trong kinh pháp của Vô Thượng Du Giải Đát Đằng La cho rằng, song thân pháp vốn là một phương pháp tu luyện đặc biệt, chứ không phải xuất phát từ tìm kiếm dục vọng. Phương pháp này kích hoạt đến các điểm quan trọng trên cơ thể con người, như khí, mạch, minh điểm là một lối tắt để thành Phật nhanh nhất. Đồng thời cũng tiết lộ rằng, trong The Six Yogas of Naropa và Kim Cương Thừa có phép tu truyền thừa khác nhau, nhưng đều là một kỹ xảo tu hành bí mật chỉ để khẩu truyền, không công khai. Nếu truyền thừa mà không thành thì thật sự sẽ tạo ác nghiệp lớn. Các học giả nhân chủng học phương Tây cũng công nhận trong các tu viện Phật giáo Tây Tạng vẫn tồn tại một số ít song tu pháp, nhưng tất cả đều rất bí mật, chỉ làm, không nói. Kundalini hay còn được biết đến với tên gọi hỏa xà là một trường phái trong đạo học Ấn Độ, có nói đến một dạng năng lượng cơ bản được cho là chạy dọc theo cuộc sống. Thông thường hỏa xà tiềm ẩn ở vùng xương hình tam giác cuối cuộc sống, vùng nằm giữa luân xa gốc Mulahara và luân xa thứ hai Swadhisthana. Khi được thức tỉnh, hỏa xà đi lên dọc theo kênh dẫn chính giữa, khai mở các luân xa, đi dần lên não, hoạt hóa dần những phần não chưa hoạt động, khai mở luân xa chỉ huy Anya. Hành giả sẽ phát triển trí tuệ, nhiều năng lực mới và các thần thông được khai mở. Cùng với sự phát triển năng lượng hỏa xà, các cơ thể được thanh lọc, nghiệp, các phiền não giảm dần. Các phương pháp tâm linh khác nhau đưa ra các phương pháp khác nhau để đánh thức nguồn năng lượng này nhằm đạt tới sự giác ngộ và có được các quyền năng siêu phàm. Trường phái Kundalini cho rằng, song thân pháp có khả năng thu được kết quả nhanh chóng trong việc đánh thức nguồn năng lượng ấy để lửa đốt càng to, cuối cùng càng nhanh đạt được giải thoát. Trong lý thuyết của pháp môn Kala Chakra cho rằng, khi cao trào của hành vi giao hợp lên đến đỉnh điểm, thì sự liên kết các kinh mạch sẽ tạm thời buông lỏng. Có một luồng gió nhẹ sẽ tuồn vào trung mạch, nadi và dừng tại đây. Minh điểm xích bạch trong cơ thể cũng sẽ dung hòa thành một. Lúc ấy, người tu hành sẽ cảm thấy một cảnh giới đặc biệt, gọi là Đại Lạc Mahasukha. Trong trạng thái như vậy mà tiến hành quán tưởng thiền tu thì rất dễ thăng hoa nhập hồn vào cảnh giới Samadhi, một cảnh giới về ý thức hệ trong Phật Pháp để chứng ngộ không tính. Một điểm rất khó khắc phục trong tu luyện thuật này là khống chế việc xuất tinh, nghĩa là đỉnh điểm của sự khoái lạc thường thấy trong cơ thể nam giới. Đang vào cảnh giới này mà nảy sinh ra dục vọng xuất tinh thì xem như cuộc đời mấy năm hay mấy mươi năm tu hành đều xem như mất. Lý thuyết Kala Chakra chỉ ra, thương tổn sẽ rất lớn nếu xuất tinh trong khi tu hành song thể. Bởi vậy, ngay trong khi nằm mơ cũng tránh để việc này xảy ra. Lý thuyết Kala Chakra cũng có miêu tả lại các phương pháp khắc phục xuất tinh. Trong đó, yếu tố tham dục là quan trọng. Không tham dục tức không hám cái sự dâm dục. Chỉ cần nghĩ đến dục vọng thì minh điểm sẽ chuyển đến quy đầu của kẻ tu hành và dẫn đến xuất tinh. Bởi vậy, thuật này không phải ai ai đều có thể tu luyện được, phải là những vị công lực hết sức uyên thâm, vận dụng được đại trí tuệ vô không,
từ hữu niệm hướng đến cảnh giới vô niệm, phải sắc sắc không không thì may ra mới khống chế được. Trong dục vọng mà thoát được hoan lạc thì mới thực sự là thoát tục, thoát ra khỏi vòng sống chết. Nói một cách giản đơn, muốn tu thành chính quả, người tu hành phải có một ý chí lực siêu phàm. Tối thiểu anh ta có thể dùng ý chí lực, hay còn gọi là định lực, tập trung nhìn vào một trái cây trên cành, khiến cho trái cây đó rơi xuống đất, rồi lại dùng định lực khiến trái cây ấy từ dưới đất hoàn trở lại, mọc ở trên cành. Ở đây tâm linh cuộc sống chỉ muốn khán giả xem kênh đánh giá khách quan về những phương pháp tu hành Phật giáo, không cổ suý bất kỳ điều gì. Bất kỳ nơi đâu cũng giống như một xã hội thu nhỏ, sẽ có người tốt và kẻ xấu. Mật tông vốn không phù hợp với cách hiểu, quan niệm thông thường của đa số, và cũng là con đường tu học nguy cơ trùng trùng nếu bản thân không có đủ bản lĩnh, căn cơ và đạo sư chân chính. Có thể hiểu, tu tịnh độ theo con đường tiệm tiến, tiếm ngộ, như từng bước chậm rãi, vòng quanh mà lên tới đỉnh núi. Còn tu mật tông thì như leo dây lên thẳng đỉnh núi, tới nơi nhanh hơn nhưng sơ sẩy là rớt ngay xuống vực thẳm. Đội lốt tu hành để thỏa mãn bản thân. Bởi sự lý thú phàm tục xen lẫn trong lý thuyết song thân, nên từ xưa đến nay có rất nhiều xu hổ mang đội lốt nhà tu hành, lừa lọc nữ giới làm điều vẩn đục đến đạo đức con người. Chưa nói đến những kẻ phàm phu, thậm chí nhiều trường hợp các nhà sư tưởng chừng như đã đắc đạo lại bị tố cáo bởi những hành vi đi ngược lại đạo đức cơ bản vốn có, khiến dư luận lên án mạnh mẽ pháp tu này. Bhutan xưa là một đất nước rất thịnh hành song thân pháp, các hành giả bắt gặp được người phù hợp đều đề nghị họ trở thành minh phi của mình, và đa số họ đều hiến thân, bởi xã hội Bhutan bấy giờ là một xã hội mà chính và pháp hợp nhất. Mà trong 10 người tốt thì chắc chắn sẽ có ít nhất một người đóng vai phản diện, ai cũng muốn lấy danh dự nhà sư tu hành, khiến cho Phật giáo tại Bhutan lúc đó trở nên hỗn loạn. Sau đó, đức vua của Bhutan, ngài Chimmi Dorji Hoàng Trúc đã tuyên bố cấm lệnh không cho phép tiếp tục được thực hành phép tu này. Những người làm trái sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Các thiền sư Phật giáo nổi tiếng trong xã hội như Chogyam Trungpa, Karo Rinpoche hay Lama Soga Rinpoche đều bị dính vào tay tiếng lừa các nữ học viên tu song thân để đạt được dục vọng. Sogyal Rinpoche là một bậc thầy giảng dạy Phật Pháp Tây Tạng nổi tiếng toàn thế giới, đến từ Tây Tạng, cũng chính là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 1992, Tây Tạng về sự sống và cái chết. Cuốn sách này cho tới nay đã phát hành bằng 34 thứ tiếng khác nhau, với tổng cộng gần 3 triệu bản được phát hành tại 80 quốc gia. Sogyal Rinpoche cũng chính là người sáng lập trung tâm Gyanpa. Trong suốt hàng chục năm trời, Sogyal Rinpoche vẫn được tôn sùng gần như là một vị thánh, nhất là vì ông đã được xác nhận là hóa thân của một bậc đạo sư vĩ đại, Thothon Songya Lirap Lingpa, cũng chính là thầy dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13. Cho đến khi nhiều bức thư ngỏ của các cựu đệ tử của Sogyal Rinpoche tố cáo vị đạo sư này đã có nhiều hành động lạm dụng về tâm lý và tình dục, cũng như có một lối sống vô cùng xa hoa. Thật ra thì trước đó, những hành động của Sogyal Rinpoche đã bị tố cáo công khai trong một cuốn sách tạm dịch tựa đề là Những người hiến dâng cho Phật giáo của nhà thân chủng học Pháp Marion Dapsanzi. Tác giả đã viết cuốn sách này sau khi đã tham gia một trung tâm ở vùng Herat do đạo sư Sogyal Rinpoche sáng lập và được Đức Đạt Lai Lạt Ma khánh thành năm 2008. Ngay từ năm 2011, tạp chí Mariani của Pháp cũng đã từng đưa ra các cáo buộc tương tự về Sogyal Rinpoche. Thông dịch viên của đạo sư Sogyal Rinpoche, ông Oliver Rauzik đã rời khỏi trung tâm Dipa vào năm 2014. Lúc đó, ông đã lên tiếng báo động về những hành vi của vị đạo sư này. Rorik cho biết, có hai phụ nữ kể với ông là họ đã bị cưỡng hiếp. Bản thân ông cũng đã chứng kiến những lạm dụng tài chính của Songya Rinpoche. Mãi cho đến năm 2018, Đức Đạt Lai Lạt Ma mới chính thức phát biểu trong một hội nghị ở Ấn Độ rằng một số định chế Phật giáo còn bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến, phải chấm dứt điều này. Những kẻ đó không theo đúng lời dạy của Đức Phật. Điều duy nhất phải làm đó là công khai hóa những chuyện đó trên mặt báo, trên đài phát thanh. Sogyal Rinpoche không còn là bạn của tôi nữa. Những tai tiếng này làm ảnh hưởng đến thanh danh của Phật giáo Tây Tạng trên đất Âu Mỹ, thậm chí là cả những tín đồ Phật giáo Tây Tạng trên toàn thế giới. Điều này đã khiến Đạt Lai Lạt Ma nổi giận tuyên bố, nếu có vị nào dùng song thể pháp để lừa lọc nữ giới, sẽ bị công bố danh tính và đuổi khỏi tăng đoàn. Nhiều tác giả chia sẻ bài viết của mình để cảnh báo, nếu như những cô gái trẻ ngây ngô thì chỉ có thể làm vật hiến tế cho những kẻ đội lốt những người tu hành thực thụ. Điều này rất cần thiết
nhưng để giúp mọi người đánh giá khách quan về pháp song tu thân từ gốc rễ, để phân định đâu là chân tu, đâu là kẻ đội lốt người tu hành lại càng quan trọng hơn. Pháp tu này vẫn nên bị cấm thực hiện bởi những lỗ hổng của nó rất dễ làm lung lay ý chí tu hành và khơi dậy dục vọng của con người. Đừng nên thử thách bản thân trong hoàn cảnh quá nhiều cám dỗ như thế. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Những hình phạt giận người ở 18 tầng địa ngục có thể sẽ khiến bạn trở thành người tốt. Theo thần thoại Ai Cập cổ đại, sau khi qua đời, bạn sẽ được thần Anubis dẫn vào gặp Osiris. Và tại đây, trái tim của bạn sẽ được đặt lên một chiếc cân cùng lông vũ để xác định xem bạn sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường. Tại Trung Quốc cùng một số quốc gia phương Đông còn lưu truyền một câu chuyện rằng con người sau khi qua đời sẽ phải xuống địa ngục. Ở đó tội ác của họ sẽ được phán xét, sau đó trải qua 18 tầng địa ngục để nhận hình phạt trước khi đầu thai. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện dân gian chưa được chứng minh. Khái niệm địa ngục lần đầu tiên được du nhập vào Trung Quốc từ Ấn Độ thông qua những kinh điển Phật giáo. Thời điểm khái niệm này bắt đầu xuất hiện có thể bắt nguồn từ thời nhà Hán Hoàn Đế và Hán Linh Đế vào cuối thời Đông Hán. Từ tác phẩm Thập Bát Nê Lê Kinh về lời Phật dạy do An Thế Cao phiên dịch, một số ý kiến cho rằng kinh điển Phật giáo xuất hiện vào thời Đường như trong tác phẩm Tây Du Ký. Đường Tăng và các đệ tử của ông đã đi hàng ngàn dặm đến Thiên Trúc để thỉnh kinh và sau đó đắc đạo. Thực tế, Đường Tăng và An Thế Cao không phải là cùng một người, và 18 tầng địa ngục có nguồn gốc từ Phật giáo, xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc trong bộ kinh mà Đường Tăng phiên dịch. An Thế Cao vốn là thái tử của nước An Tức, sau nguyện ý xuất gia theo đạo Phật và đến Trung Quốc truyền đạo. Ông cũng là người ngoại quốc duy nhất được giao cho trọng trách dịch kinh sách vào thời điểm đó. Trong đó có một bộ kinh ghi lại truyền thuyết về 18 tầng địa ngục. Sau bộ kinh này được phổ biến rộng rãi với mọi người và từ đó xuất hiện thêm nhiều phiên bản dân gian. Vậy cho đến ngày nay, sự thật về 18 tầng địa ngục là gì? Luyện ngục có thực sự hiện hữu? Chúng ta nghe nhiều về con số 18 tầng địa ngục, cũng biết nhiều về các hình phạt đáng sợ. Nhưng phạm tội gì sẽ bị trừng trị như thế nào? Cực hình này ra sao? Tâm linh cuộc sống sẽ đưa bạn đi tham quan một vòng 18 tầng địa ngục đáng sợ sau đây. 1. Bạt thiệt địa ngục, rút lưỡi. Đây là nơi trừng phạt những con người khi còn sống, thường dùng lời chửi rủa, gieo rắc bất hòa, ăn nói xảo trá, lừa gạt người khác. Nói chung, giống như câu họa từ miệng mà ra, con người có lưỡi, có miệng, vốn để nói lời hay ý đẹp, nhưng lại xúc phạm, nói lời gây điều xấu. Những người mang tội danh nêu trên sau khi qua đời liền bị đọa vào địa ngục kéo lưỡi. Trong quá trình hành quyết, quỷ sứ sẽ đến trói họ vào cột, mở khóe miệng ra, dùng kim sắt nóng đỏ nắm lấy lưỡi và kéo. Không phải kéo ra ngay lập tức, mà là kéo từ từ cho lưỡi dài ra. Toàn bộ quá trình khiến tội nhân đau đớn vô cùng. Tầng địa ngục đầu tiên này nhằm cảnh báo mọi người trên thế giới phải sống lương thiện, trung thực và đáng tin cậy. 2. Tiễn đào địa ngục, giao kéo. Đây là tầng thứ hai của địa ngục. Vào thời xa xưa, nếu chồng không may qua đời sớm, thì người phụ nữ phải trở thành quả phụ, không được tái giá. Nếu một người cố gắng xúi dục tái hôn hoặc mai mối cho người phụ nữ ấy, thì sau khi chết, họ sẽ bị đọa vào địa ngục giao kéo. Tại đây, 10 ngón tay của họ phải chịu đau đớn vì bị cắt đứt. Đó là chưa kể, nếu một người cố tình mai mối cho người phụ nữ vẫn còn chồng, thì sẽ còn phải đối diện với hình phạt nặng hơn. Nhưng hai hình phạt này có lẽ không là gì so với những tầng sau đây. 3. Thiết thụ địa ngục, cây sắt. Ở cõi nhân gian, những người bị đọa vào ngục này là những kẻ đã gây ra sự bất hòa giữa máu thịt anh em, chị em, vợ chồng khi còn sống. Địa ngục thiết thụ đầy rẫy những cây sắt đáng sợ. Mỗi cây sắt đều phủ đầy dao nhọn. Người chịu tội sẽ bị đâm con dao vào da sau lưng rồi treo lên cây sắt vô cùng đau đớn. Ngoài ra còn có nhiều truyền thuyết dân gian kể rằng sau khi người chết đến tầng địa ngục này sẽ bị người ta vớt xương ném thẳng vào hẻm núi chứa đầy cây sắt với lưỡi dao sắc bén. Số phận sẽ vô cùng bi thảm. 4. Nhiệt kính địa ngục, gương chiếu yêu. Nếu một người đã phạm điều gì đó ở nhân gian
có liên quan đến luật hình sự hay một số luật nhất định. Tuy nhiên người đó không chấp nhận hình phạt mà dùng tiền hay quyền lực nhằm thoát tội, thì khi qua đời, người đó vẫn bị đọa vào địa ngục nghiệt kính. Tại đây, những tội ác mà họ đã phạm trong suốt cuộc đời sẽ được thể hiện lại qua một tấm gương, sau đó sẽ được chỉ định đến địa ngục tiếp theo để nhận hình phạt thích đáng. Vậy nên chúng ta có thể yên tâm về luật nhân quả, không cần phải lo việc người cậy quyền bất chấp làm việc sai trái vẫn không bị trừng trị. Ở thế gian không bị trừng trị, vào địa ngục gặp kính chiếu yêu có khi lại còn bị trừng phạt nặng hơn. 5. Trưng lung địa ngục, lồng hấp. Trong vòng quay của bánh xe luân hồi, không ai có thể thoát khỏi quy luật nhân quả. Tầng địa ngục này rất giống với tầng địa ngục đầu tiên, đều trừng phạt người nhiễu sự, tung tin đồn nhảm, phỉ báng người khác, nói chuyện người khác, đi khắp nơi tung tin đồn. Dù là tin đồn chính xác hay thất thiệt, đều bị xem là bêu dếu, hạ nhục người khác. Tất cả những người phạm tội này sau khi chết sẽ phải tu khổ hạnh trong địa ngục trưng lung. Tại đây họ sẽ bị đặt trong một cái thùng giống như nồi hấp. Nhiệt độ lửa sẽ được chia thành lửa nhỏ, lửa vừa, lửa lớn, tùy theo tội ác mà mình phạm. Nếu đến đây mà bạn đã cảm thấy sợ hãi khi liên tưởng đến những người xung quanh, thì hãy cân nhắc xem tiếp video. Bởi ở mỗi tầng tiếp theo, tội nghiệp càng lớn và hình phạt cũng tàn khốc hơn. 6. Đồng trục địa ngục, cột đồng. Tại tầng địa ngục đồng trụ, kẻ ác không những phải trải qua sự đau khổ nơi đây mà còn bị buộc phải đi qua địa ngục này để đến với các tầng kế tiếp. Đây là nơi trừng trị những kẻ giết người, phóng hỏa để trả thù, làm hại người khác nhằm cướp tài sản và tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Lũ tiểu quỷ sẽ lột bỏ quần áo của tội nhân, giữ họ trên một cây cột đồng có đường kính 1 mét và cao 2 mét. Lúc này, bên trong cột đồng bùng lên ngọn lửa dữ dội và lửa được thổi liên tục. Chẳng bao lâu sau, trụ đồng sẽ chuyển sang màu đỏ cho đến khi toàn bộ thịt trên cơ thể tội nhân bị nướng chín. Đến đây nhiều người sẽ cho rằng như thế thì tội nhân đã được giải thoát. Nhưng không, lũ quỷ sẽ định hình lại cơ thể của họ để đưa đến tầng tiếp theo. 7. Đao sơn địa ngục, núi đao. Ở thế giới loài người, có rất nhiều loài động vật bị ngược đãi, đặc biệt là những loài gia súc. Chúng có thể là thức ăn cho con người, nhưng ngược đãi thì không. Mặc dù không có quy định nào yêu cầu con người phải yêu thương chúng, nhưng cũng không được hành hạ động vật. Bởi vì chó, bò, mèo, ngựa, v.v. đều là chúng sinh. Ở kiếp trước, chúng cũng từng là con người. Địa ngục không giống trần gian ở chỗ, nơi đây không phân biệt cao thấp, mà tất cả sinh vật, bao gồm chó mèo, bò ngựa, cừu và con người, đều được gọi chung là chúng sinh. Người phạm tội ngược đãi động vật sau khi qua đời sẽ bị đẩy xuống đao sơn và bắt leo lên núi đầy rẫy những ngọn đao. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội lỗi, họ có thể vĩnh viễn phải chịu phạt ở nơi đây trong đau đớn. 8. Băng sơn địa ngục, núi băng. Nếu cái nóng của địa ngục lửa khiến bạn sợ hãi, thì địa ngục băng sơn cũng không kém là bao. Những kẻ giáp tâm mưu hại chồng hay ngoại tình với người khác được xem là có hành vi xấu xa, sau khi qua đời sẽ bị đọa xuống địa ngục này. Họ không được mặc quần áo và phải bò trên băng. Ngoài ra, có những người nghiện cờ bạc, không biết kính trọng cha mẹ, tâm địa xấu xa và sống bất công với người khác cũng phải chịu cực hình tương tự. Da của họ thay vì chín vì lửa thì phỏng băng cũng không dễ chịu gì. 9. Dụ oà địa ngục, chảo dầu. Tầng thứ 9 là nơi được nhiều người biết tới nhất với vạc dầu sôi sùng sục. Đây là nơi trừng phạt những kẻ chơi bời trác táng, hay ăn thịt lợn, lừa gạt người lương thiện và phụ nữ, hòng bày mưu chiếm đoạt tài sản hay vợ con của người khác. Tại đây, tội nhân sẽ bị quỷ sứ cho đứng trước chảo dầu sôi, rồi sau đó ném họ vào. Cứ thế, tội nhân sẽ phải trải qua nhiều lần tra tấn như vậy mà không được phép chết. Họ sẽ phải chịu nối đi nối lại nhiều lần. 10. Ngưu khanh địa ngục, hầm châu. Đây là tầng địa ngục với vực thẳm tối tăm dành cho những kẻ tùy tiện sát hại súc sinh. Khi xuống địa ngục, tuy chúng súc sinh có thể kêu oan rằng con người đã ngược đãi chúng khi còn sống. Vậy nên, những người lấy việc đày đọa súc sinh làm niềm vui, thì sau khi qua đời, họ sẽ bị ném xuống vực thẳm địa ngục Ngưu Khanh, bị vô số con châu hoang hợp lại, dùng sức húc và dùng chân dẫm đạp cho đến nát. 11. Thạch áp địa ngục, đá đè. Nếu một người con sinh ra
nhưng bỏ rơi hay có những hành động ngược đãi sát hại con cái, dù vì bất cứ nguyên nhân nào, như đứa trẻ đó xấu xí, ngu ngốc, tật nguyền thì cũng bị đày đọa vào tầng này. Tội nhân sẽ bị giải vào một hồ đá hình chữ nhật, có một hòn đá nặng hàng nghìn kg được treo ở phía trên. Và quỷ sứ sẽ cắt dây để hòn đá rơi thẳng vào cơ thể họ. Kết quả thì khỏi phải nói, chúng ta đều có thể tự hiểu. 12. Chung cữu địa ngục, cối xay. Hiện nay rất nhiều người khi còn sống vô cùng lãng phí, không trân trọng thức ăn hay trà đạp lên đồ ăn thức uống, khi qua đời sẽ bị đày vào địa ngục chung cữu. Nếu như trong bữa tiệc, dù một người chỉ vô tình đổ đi một ít thức ăn hay bày biện một bữa tiệc lớn, rồi lãng phí vứt đi những món mình không thích, cũng sẽ phải chịu cực hình đau đớn. Đó là bị đẩy xuống cối và giã nát. Và con người sẽ trở thành những thứ bỏ đi, giống như thức ăn mà họ bỏ đi trong lúc còn sống. 13. Huyết trì địa ngục, áo máu. Huyết trì địa ngục là nơi những kẻ không biết kính trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, sống gian tà không ngay thẳng, sẽ bị đẩy xuống nơi này. Tại đây, họ sẽ bị đưa vào một vũng máu có vô số rắn độc. Cơ thể sẽ bị những con rắn bò chung quanh, nọc độc của chúng từ từ chạy trong cơ thể. Diêm Vương chính là muốn họ chịu sự đau khổ của việc bị chất độc gặm nhấm dần. Tuy không quá tàn khốc và đau đớn, nhưng kiểu đau âm ỉ này cũng thật đáng sợ. 14. Uổng tử địa ngục, chết uổng. Nếu thực sự hiểu về luân hồi trong Phật giáo, chúng ta sẽ biết rằng để đến được với thế giới này với tư cách là một con người không phải là điều dễ dàng. Đó là cơ hội, nên bất cứ ai không biết quý trọng sinh mạng, khi một người làm những hành động nhằm tự sát như cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ, v.v. nói chung là tự hủy bản thân. Trong khi vô số người tu thân tích đức, mong kiếp sau được làm người, sẽ khiến Diêm Vương nổi giận. Sau khi qua đời, những người này tuy không phải chịu cực hình, nhưng sẽ bị đưa vào uổng tử địa ngục và mãi mãi không bao giờ có thể đầu thai làm người. 15. Trách hình địa ngục, xé xác. Số người phạm tội này không nhiều nhưng cũng không ít. Nếu như cướp người sống bị đọa phạt trụ đồng, thì cướp người quá cố sẽ phải chịu xé xác. Đây là nơi dành cho những người chuyên đào mộ, cướp mộ của người đã khuất. Những tội nhân sẽ phải chịu hình phạt phanh thây, cắt thịt thành nhiều mảnh, vô cùng ghê rợn. Hình phạt cổ xưa ngũ mã phanh thây của Trung Quốc so với nơi này thật chưa là gì. 16. Hỏa sơn địa ngục, núi lửa. Những vị khách quen thuộc của nơi này không ai khác chính là những người lợi dụng việc công để làm giàu cho mình, ăn đút hối lộ, trộm gà, cắp chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa đốt nhà. Sau khi xuống địa ngục, họ sẽ bị đày vào tầng này, đưa lên núi lửa thiêu đốt mà không thể chết được. Ngoài ra còn cả những hòa thượng, đạo sĩ phạm giới, lợi dụng đức tin vụ lợi cũng sẽ bị đuổi lên hỏa sơn chịu chung hình phạt này. 17. Thạch ma địa ngục, đá mài. Liệu những kẻ trộm cướp, tham ô hối lộ, áp bức dân chúng khi rơi vào tầng này sẽ bị xử trí ra sao? Tại đây sẽ có một cối xay bằng đá lớn. Một đàn chó hung ác đang chở thức ăn từ cối xay đá bên dưới rơi xuống, và chính họ sẽ là những thức ăn đó. Họ sẽ bị lũ súc sinh xé nát như một bộ phim kinh dị. Và điều kinh khủng hơn là sau đó thân thể của họ được phục hồi, rồi lại tiếp tục bị xé nát. 18. Đao cưa địa ngục, cưa. Nếu tội nhân khi làm ăn ở cõi người mắc phải tội trộm cắp, lừa đảo, bán hàng thiếu ký, cắt xén vật liệu, dụ dỗ trẻ em, mặc dù có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật khi còn sống, có thể qua mặt người khác, nhưng đã xuống địa ngục thì mọi sự cũng phơi bày rõ ràng. Lúc này, đao cưa địa ngục sẽ chào đón họ với 4 cây cọc gỗ được buộc lại với nhau, tạo thành một hình chữ đại. Những người mắc tội này sẽ bị tiểu quỷ xé sạch quần áo, cột cả tay chân vào 4 trụ trong tình trạng không mặc gì và dùng lưỡi cưa bổ dọc từ đầu tới chân. Những hình ảnh chúng ta vừa thấy là nội dung trong một phiên bản của 18 tầng địa ngục. Thực ra ngay từ thuở xa xưa, dân gian đã bắt đầu truyền bá những huyền thoại, truyền thuyết về việc con người sau khi qua đời đều bị đưa đến địa ngục. Trong khái niệm về bình đẳng giữa mọi chúng sinh trong Phật giáo, 18 tầng địa ngục là một quan niệm tâm linh giúp mọi người trên thế giới làm việc thiện và tích lũy phúc đức. Đó là lý do tại sao truyền thuyết về 18 tầng địa ngục được phổ biến trong dân gian cho đến ngày nay. Nếu trong quá khứ bạn từng mắc phải một trong số những sai lầm này, bản thân nên cố gắng làm nhiều việc tốt và tích lũy phước đức
Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Phương pháp kế thừa bí ẩn nhất thế giới và cách tìm thấy Phật sống chuyển sinh ở Tây Tạng. Trong Phật giáo Tây Tạng, có một hệ thống luân hồi cực kỳ huyền bí, được gọi là cậu bé linh hồn tái sinh hay Phật sống tái sinh. Nhưng trước khi Đức Phật sống viên tịch, tại sao Ngài lại chắc chắn rằng mình sẽ vô thức nhập vào cõi người? Tại sao Ngài có thể dự đoán chính xác nơi mình sinh ra? Học Phật chẳng phải là nỗ lực thoát khỏi 6 cõi luân hồi và đạt được cực lạc hay sao? Và tại sao Đức Phật sống luôn đổ thai vào cõi người và không chịu rời đi trong một khoảng thời gian dài? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống trả lời những câu hỏi này trong video ngày hôm nay. Linh đồng chuyển sinh ở Tây Tạng. Câu chuyện về linh đồng chuyển sinh là một trong số 10 điều bí ẩn hàng đầu chưa thể giải đáp của vùng đất Tây Tạng huyền bí. Việc chuyển sinh của Đức Phật sống thực sự không tồn tại trong kinh điển Tây Tạng. Bản dịch chính xác của nó được gọi là Thích Cổ hoặc Chu Cổ. Đây là hai từ mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi dịch sang tiếng Mông Cổ, bởi nó có ý nghĩa là sự hóa thân của Đức Phật. Trong Phật giáo Tây Tạng, luân hồi là một truyền thống và hệ thống mang ý nghĩa độc đáo. Sự xuất hiện của phương pháp tái sinh là do các vị Phật sống có thể đứng trên lục đạo, vượt qua sinh tử thông qua việc tu tập chuyên sâu. Tuy nhiên, trần gian lại là một thế giới tốt nhất để tu hành. Vì vậy, các ngài tự nguyện xuống trần để tiếp tục tu hành bằng cách giáo hóa và cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu Đức Phật sống đã tu luyện ở nhân gian và đắc đạo trở thành một vị Bồ Tát vĩ đại trên trái đất, thì Ngài có thể có vô số phân thân. Các phân thân này đồng thời có thể tồn tại trong những cõi súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, nhân đạo, thần đạo hay thiên đạo. Ý nghĩa tồn tại những hóa thân trong lục đạo luân hồi chính là do pháp thuyết kinh của 6 đạo nhân sinh. Đây cũng là một trong những lý do cơ bản dẫn đến quá trình đầu thai chuyển kiếp của các Đức Phật sống. Trước khi câu chuyện hôm nay bắt đầu, chúng ta phải tìm hiểu về Ban Thiền Lạt Ma và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phật giáo Tây Tạng có hai hệ thống tái sinh vĩ đại của các vị Phật sống, chính là Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Cả hai danh hiệu này dùng để chỉ một vị đại sư có kiến thức sâu sắc về Phật giáo. Đặc biệt, danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma là sự kết hợp của 3 ngôn ngữ tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn và tiếng Mông Cổ, mang ý nghĩa là đạo sư với trí tuệ như biển cả. Trong Phật giáo Tây Tạng, Ban Thiền Lạt Ma là hóa thân của Đức Phật A Di Đà và Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm. Từ thời điểm sau khi Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Tây Tạng, Nepal và một số quốc gia khác, trải qua quá trình phát triển lâu dài đã hòa nhập cùng phong tục, văn hóa độc đáo của Tây Tạng, một hệ thống độc lập đã được hình thành, đó là Phật giáo Tây Tạng mà chúng ta thấy hiện nay. Hệ thống này bao gồm 4 giáo phái khác nhau như Nyingma, Kagyu, Sakya và Gelu. Trong đó, Gelu là giáo phái được thành lập muộn nhất nhưng lại nổi tiếng nhất, bởi thời điểm vị Phật sống tái sinh đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng xuất hiện là sau khi giáo phái Gelu thành lập. Toàn bộ khu vực Tây Tạng cùng các giáo phái đã công nhận và bắt đầu sử dụng phương pháp kế thừa này. Trước đó, vào thời kỳ sơ khai, Phật giáo Tây Tạng về cơ bản được truyền từ thầy sang đệ tử và trong nội bộ gia tộc. Mãi cho đến thời nhà Nguyên, Khamapaksi, người đứng đầu giáo phái mũ đen Kagyu tại tu viện Sufu ở Lhasa, đã mở đầu câu chuyện về hệ thống chuyển sinh. Khi sắp qua đời, Khamapaksi đã tìm một đệ tử thân tín nhất của mình và nói rằng ông tạm thời phải rời khỏi đây. Tuy nhiên, sau khi ông mất, ông sẽ dùng một phương thức bí ẩn để tiếp tục quay trở lại và kế thừa bí pháp mũ đen mà không cần tìm người kế thừa. Khamapaksi và người này đã có một giao ước, đó là đừng cho ai biết chuyện này trước khi ông quay trở về tu viện Sufu. Trong khoảng thời gian ông vắng mặt, người đệ tử thân tín ấy có thể tạm thời làm người đại diện của tu viện. Sau khi để lại lời trăn trối thì Khamapaksi viên tịch. Đúng như lời ông đã nói, 6 năm sau, có một đứa trẻ được cha mẹ dắt đi tới cửa tu viện, trực tiếp đến gặp người đại diện, nói với ông bằng ánh mắt kiên định rằng kiếp trước ta là sư phụ của ngươi, Khamapaksi. Sau khi nói xong, đứa trẻ 5 tuổi đi đến ngồi lên ngai của Khamapaksi không chút do dự và nhắc lại giao ước giữa hai người. Câu chuyện này đã bắt đầu cho một phương pháp kế thừa chưa từng có
xuất hiện tại vùng đất Tây Tạng huyền bí. Đây cũng là lần tái sinh đầu tiên của một vị Phật sống trong lịch sử. Thực tế, hệ thống tái sinh này thực sự là có cơ sở, đó là thuyết tam thân trong Phật giáo Tây Tạng. Tam thân này lần lượt là pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân cho thấy Bồ Tát có thể biến thành nhiều hình tượng khác nhau khi cần, bao gồm cả việc xuất hiện tại cõi người và đầu thai làm người. Vậy nên, mọi người sẵn sàng tin rằng Đức Phật sống sau khi qua đời có thể dựa vào nguyện vọng của bản thân đưa pháp thân tiếp tục ở thế giới con người, tu tập Phật giáo chuyên sâu để có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Dựa theo thuyết tam thân, Phật giáo Tây Tạng đặc biệt tin tưởng vào phương pháp kế thừa. Phương pháp này còn có một ưu điểm khác là tránh được một số bất lợi trong việc thừa kế của các đạo sư, đệ tử và lợi ích thừa kế của gia đình. Vậy nên, phương pháp thừa kế tái sinh sau đó đã được tất cả các giáo phái của Phật giáo Tây Tạng chấp nhận. Và vị tu sĩ tái sinh đầu tiên của giáo phái Gelu tên là Gendun Gyatso. Khi Gendun Gyatso qua đời, cùng năm đó cũng có một đứa trẻ được sinh ra ở làng Tholung. Đứa trẻ này có thể kể lại câu chuyện cuộc đời của Gendun Gyatso khi mới 3 tuổi. Mặc dù trong đó có một số chi tiết chưa rõ, nhưng cha mẹ vẫn đưa cậu bé đến tu viện, nơi Gendun Gyatso tu tập. Tại đây, họ được các nhà sư lỗi lạc đến đón tiếp. Trong đó có một người từng là đệ tử của Gendun Gyatso, để kiểm tra đứa trẻ có đúng là hóa thân của Gendun Gyatso hay không. Ông đã lấy thang ca ra và hỏi cậu có nhận ra vật này không. Đứa trẻ 3 tuổi mỉm cười và trả lời rằng thang ca này trong kiếp trước cậu ấy đã nhờ ông cất giữ. Ngay lập tức, câu nói này đã khiến tất cả đệ tử có mặt tại đó đều sửng sốt, trong lòng cực kỳ xúc động. Điều kỳ diệu là lúc này bầu trời đột nhiên chiếu xuống một luồng sáng, cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Những bông hoa từ trên trời rơi xuống khiến cảnh tượng trở nên rất linh thiêng. Sau này, vị cao tăng đã đặt tên cho đứa bé là Sonam Gyatso. Sonam Gyatso cũng là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 3 trong lịch sử. Người tiền nhiệm của đứa trẻ này là Gendun Gyatso. Tiền kiếp của Gendun Gyatso lại là Gendun Drupa, Đức Phật sống vĩ đại của giáo phái Gelu trong Phật giáo Tây Tạng. Khi Gendun Drupa còn nắm quyền thì phương pháp tái sinh tâm linh không phổ biến. Vì thế, ở kiếp đầu tiên của ông, không ai để ý nhiều đến vấn đề này. Mãi cho đến khi có tin rằng Gendun Gyatso qua đời, sau đó chuyển sinh trở lại thế giới loài người và trở thành Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3 là Sonam Gyatso, thì giáo phái Gelu mới chú ý đến. Do kế thừa dòng dõi Gendun Gyatso, ngay từ khi còn nhỏ, Sonam Gyatso đã thể hiện những giáo lý Phật giáo sâu sắc. Trong thời gian truyền giáo, ông đã nỗ lực điều chỉnh mối quan hệ giữa người Hán, người Tây Tạng, người Mông Cổ và các nhóm dân tộc khác. Vào thời điểm đó, vua Mông Cổ là Atlan Khang đã tặng ông danh hiệu là Đạt Lai Lạt Ma, có nghĩa là biển trí huệ, ngụ ý rằng Phật Pháp của ông là vô tận như biển. Cũng chính vì điều này mà sự tái sinh của Đức Phật sống lần đầu tiên có danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma. Trên thực tế, chỉ có những linh đồng chuyển sinh đầu tiên trong truyền thuyết tự nhận ra nhau. Những người sau đều phải được tìm kiếm và xác nhận, cho nên phương pháp kế thừa ở giai đoạn sau có vẻ hơi quá khắt khe. Trong giai đoạn đầu, trước khi Phật sống nhập diệt, Ngài sẽ xác định phương hướng, địa điểm và thời gian gần đúng cho việc chuyển sinh đến nhân gian. Mục đích là để cho những đệ tử sau này đến khu vực được chỉ định để tìm ra những đứa trẻ được sinh ra. Cuối cùng là dựa vào những đặc điểm khác biệt của đứa trẻ để xác định danh tính của Đức Phật sống. Nhưng ở giai đoạn sau, chúng đệ tử không còn xác định được vị trí, mà việc tìm kiếm được tiến hành trên quy mô lớn, dựa trên ý định hoặc sự hy sinh. Phương pháp tìm kiếm này dần dần hình thành một hệ thống, chủ yếu được chia thành các bước sau. Khi Đức Phật sắp viên tịch, tu viện sẽ triệu tập các cao tăng tu hành để quan sát xem Ngài có ẩn ý hay lời dặn nào không. Nhưng các vị Phật sống sau này về cơ bản không có lời dặn cuối cùng hay ẩn ý nào. Vậy nên sau khi Ngài viên tịch, các vị cao tăng liền niệm Phật cầu nguyện và cùng nhau đoán nơi linh đồng chuyển sinh được sinh ra. Lựa chọn thứ hai chính là nhờ vị Ban Thiền Lạt Ma còn sinh thời tiên đoán, xác định hướng tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma. Hay lựa chọn thứ ba là yêu cầu thần bảo hộ thực hiện nghi lễ xuất thần để chỉ ra hướng tái sinh. Đây là vị thần bảo vệ trong Phật giáo Tây Tạng với phong thái gần giống một pháp sư. Ông ấy sẽ cầu xin vị thần đến và chiếm hữu thân xác mình. Cách thức cuối cùng là nếu không chắc chắn về các phương pháp trên, các cao tăng cần phải đến thăm Hồ Thánh. Một phương pháp trực quan được sử dụng để xác định hướng gần đúng trên bề mặt Hồ Thánh, thường được gọi là xem hồ.
Hồ này là hồ thánh của giáo phái Gelu trong Phật giáo Tây Tạng, đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma Gehungasu thành hiến toàn bộ. Vậy nên, toàn đây là thánh địa của giáo phái Gelu. Hồ thánh được xem là có thể dự đoán tương lai, phán đoán vận mệnh tốt xấu của các vị cao tăng đang đến đó bằng cách ném các báu vật khác nhau xuống hồ, sau đó tụng kinh và dùng các phương pháp Phật giáo để xem ảo ảnh hiện ra. Cuối cùng là mô tả môi trường, đặc điểm địa lý, rồi hướng dẫn các đệ tử đi đến những nơi tương tự để tìm kiếm linh đồng chuyển sinh. Ngoài các phương pháp trên, họ còn luôn chú ý đến những linh ảnh xuất hiện ở các khu vực khác nhau, bởi khi một vị Phật sống bước vào thế giới loài người, Ngài sẽ đi cùng với nhiều linh hồn khác nhau. Vì linh đồng chuyển sinh không phải là con của một gia đình bình thường, nên phải kết hợp, so sánh nhiều biện pháp như tiên đoán, thực hiện nghi lễ xuất thần hay xem hồ. Những đệ tử phải chia lực lượng của họ thành nhiều nhóm và bắt đầu từ những điểm lạ để tìm ra cậu bé linh hồn. Điểm lạ để tìm ra cậu bé linh hồn. Những điểm lạ được xem là một trong những cơ sở chính để xác định Phật sống tái sinh, bởi nó đã xuất hiện trong những lần tái sinh trước đó. Người ta nói rằng, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma ra đời, tất cả những bông hoa ở quê hương ông đều nở cùng một lúc và cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện trên mái nhà. Khi kiếp thứ 12 của Lạt Ma được sinh ra, tất cả những con bò ở quê hương của ông đột nhiên tụ tập quanh nhà và phát ra âm thanh ầm ĩ. Đây được gọi là những điểm lạ. Với sự tổng hợp dữ liệu và những điểm lạ, các cao tăng đại đức sẽ đến nơi được chỉ định để tìm kiếm linh đồng chuyển sinh. Nếu một đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm Đức Phật sống viên tịch, trước tiên họ sẽ quan sát hình dáng, cử chỉ rồi cho cậu bé rút thăm. Nếu bắt được thần khí được Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng trong số nhiều vật phẩm, thì tạm thời đứa trẻ sẽ được chỉ định là một trong những Đức Phật sống. Khi mọi hình thức đã hoàn thất, những đứa trẻ được chọn đến Tây Tạng sẽ được các vị Phật sống khác cùng cao tăng chọn ra, rồi gửi đến một ngôi chùa được chỉ định để nghiên cứu kinh Phật. Vị Ban Thiền Lạt Ma sẽ đích thân cạo đầu cho cậu bé, chỉ dạy về thọ giới, thọ pháp, dạy dỗ bằng lời nói và cử chỉ trong một thời gian. Sau khi cúng dường Thích Ca Mâu Ni, họ sẽ chọn một ngày tốt lành khác và đi đến cung điện Potala để làm lễ đăng quang cuối cùng. Nội dung chính của lễ đăng quang là để tôn trọng những người sáng lập tất cả các giáo phái của Phật giáo Tây Tạng, Somsen Gampo, Công Chúa Văn Thành, Đức Liên Hoa Sinh. Phương pháp Kim Bình Xế Thiêm. Trên đây là tất cả các bước để chuyển sinh của linh đồng. Nhưng ở bước này, một số vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên sẽ tự động quay trở lại chùa sau khi tái sinh với ký ức của các kiếp trước. Ở giai đoạn giữa, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ có thể chỉ ra hướng đi gần đúng và thời gian chuyển thế. Và trong giai đoạn sau, mọi người chỉ có thể dựa vào tiên đoán, xem hồ, xuất thần và các nghi lễ khác. Việc lựa chọn linh đồng chuyển sinh được lựa chọn trên quy mô lớn, khi đó sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Càng về sau này, phương pháp càng được nới lỏng, vì thế chắc chắn sẽ có gian lận trong việc lựa chọn. Vua Càn Long đã tức giận vì cách tiếp cận lỏng lẻo này nên đã ban hành Kim Bình Xế Thiêm. Vào thời nhà Nguyên, Hốt Tất Liệt, thủ lĩnh của giáo phái Sakya, được phong làm quốc sư, phụ trách các vấn đề của Phật giáo Tây Tạng trên khắp đất nước. Phang Pa cũng là thủ lĩnh đầu tiên của một nhóm lớn Phật tử đảm nhận chính trị với tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Cả hai đều hy vọng được triều đình phong thánh, bởi danh hiệu này có hiệu lực pháp lý đáng kể, có thể nâng cao danh tiếng và địa vị của họ. Phương pháp tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma thuộc giáo phái Gelu cũng đã được triều đình phong thánh và ủng hộ mạnh mẽ. Nhà Thanh còn thành lập chính phủ Kassia tại Tây Tạng để cùng chủ trì công việc với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nói cách khác, Lạt Ma có thể cai trị Tây Tạng miễn họ đúng là Phật sống với quyền lực cao nhất được triều đình cho phép. Nhưng ở triều đại nhà Thanh, những thiếu sót trong phương pháp tái sinh đã gây ra thảm họa. Vào năm Càn Long thứ tư, Ban Thiền Lạt Ma thứ sáu khởi hành từ Tây Tạng đến Bắc Kinh để tỏ lòng thành kính với vua Càn Long. Trong ngày sinh thần hoàng đế, các hoàng tử quyền lực và quý tộc lúc đó đều có mặt để tặng quà chúc mừng. Tổng giá trị quà lúc này rất cao, đến 100.000 lạng bạc, nhưng đó lại là một thảm họa tiềm ẩn. Ban Thiền Lạt Ma thứ sáu đột ngột qua đời ở Bắc Kinh ngay sau khi buổi lễ được tổ chức và anh trai ông đã quản lý những tài sản này và mang chúng về Tây Tạng. Ngay sau khi những tài sản quý này trở về Tây Tạng, đã rơi vào tay Đức Phật sống thứ 14 của giáo phái Mũ Đỏ, Kama Kagyu, bởi ông là một người tham lam. Đến khi quân Gukha xâm nhập vào Nepal, từ đó xâm lược Tây Tạng và chiếm giữ ngôi chùa nơi cất giữ tài sản.
Vua Càn Long sau khi phát hiện đã rất tức giận và ngay lập tức phái binh trấn áp bạo loạn và đẩy lùi giặc ngoại bang. Càn Long lần đầu tiên bãi bỏ các vị Phật sống tái sinh của giáo phái Kama Kagyu và ra lệnh cho điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân và hậu quả của việc này. Bởi vì Càn Long cho rằng nếu đã tái sinh thành Phật sống, không thể còn có lòng tham. Người tu Phật chỉ vì 100.000 lạng bạc mà chiếm ngôi chùa, phá tượng Phật, giết hại người dân, chẳng phải là trò đùa lớn hay sao? Kết quả tra ra, vị Ban Thiền Lạt Ma thứ 6 đã qua đời ở Bắc Kinh, còn người anh em nắm giữ tài sản và người mang danh hiệu Đức Phật sống mũ đỏ bị thu hồi chính là anh em ruột. Ba người này, một người là Thượng Sư, một người là Ban Thiền Lạt Ma của giáo phái Gelu và người kia là Đức Phật sống tái sinh của giáo phái Kama Kagyu. Ngoài ra, họ còn có một cô em gái tên là Sangpa Kagyu cũng được tôn làm nữ Phật sống tái sinh. Vào thời điểm đó, vua Càn Long cảm thấy rất bất ngờ khi có đến ba vị Phật sống tái sinh trong một gia đình. Mặc dù đây là một gia đình có điều kiện, nhưng việc có đến ba vị Phật sống và một nữ Phật sống thì e rằng đây không phải là thực sự Phật tái sinh để nắm giữ quyền lực cao nhất của Tây Tạng. Càn Long cảm thấy đây không phải là sự việc ngẫu nhiên. Chắc chắn rằng có một thế lực gia tộc nào đó đã dùng thủ đoạn để can thiệp vào việc lựa chọn những vị Phật sống bình thường và biến con cái của họ thành Phật sống. Đúng như dự đoán, những gia đình giàu có và quyền lực ở Tây Tạng mong muốn con cái của họ trở thành lãnh đạo sẽ hối lộ vị thần bảo vệ trong lúc lựa chọn, để ông ấy chỉ hướng tái sinh của Đức Phật sống về phía mình. Sau đó, đồng tử tái sinh sẽ trở thành con rối giúp gia tộc đó đạt được quyền lực tối cao và khối tài sản khổng lồ. Vua Càn Long đã xem xét hệ thống tái sinh của các vị Phật sống ở Mông Cổ và Tây Tạng. Tuy nhiên, điều này sẽ kéo theo vô số rắc rối nếu ông không xác minh được mọi chuyện. Để thuyết phục dư luận, Càn Long đã bắt một số vị thần bảo vệ chọn Phật sống và yêu cầu họ dùng dao tự đâm vào cơ thể mình. Nếu được vị thần chiếm hữu bảo vệ, cơ thể của họ sẽ không thể bị tổn thương và họ có thể rời đi. Tuy nhiên, nếu dao có thể đâm thủng cơ thể, đồng nghĩa với việc đây chỉ là những người lừa đảo, họ sẽ bị tống thẳng vào tù. Kết quả là những vị thần bảo vệ này sợ hãi đến mức run rẩy và nhanh chóng nói rằng thế hệ trước họ mới có thể làm điều này. Các vị thần bảo vệ hiện tại không có trình độ và khả năng này. Vì họ không có khả năng nên sẽ không thể đảm bảo sự công bằng trong lựa chọn Phật sống tái sinh. Vậy nên, vua Càn Long đưa ra một loạt hệ thống quản lý và quy định pháp lý được ban hành cho Tây Tạng. Trong đó có kim bình xế thiêm. Cách sử dụng rất đơn giản là viết tên và ngày sinh của tất cả các linh đầu chuyển sinh và đặt chúng vào trong bình. Vị Lạt Ma sau đó sẽ tụng kinh trong 7 ngày, mang nó đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni để xác nhận rằng ai mới chính là Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma tương lai. Trên đây chính là nguồn gốc, nguyên lý và lịch sử về linh đồng chuyển sinh ở Tây Tạng. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Phật tử Tây Tạng kính trọng gọi Ngài là Guru Rinpoche, có nghĩa là Đấng Thượng Sư, một vị đại sư quý giá. Vị Thượng Sư này là một trong những người đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, sau đó truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng và là người sáng lập ra tông phái Ninh Mã tại đất nước này. Người đời sau tôn thờ Đức Liên Hoa Sinh là người khai sáng Phật giáo Tây Tạng. Với những thành tựu đạt được, Đức Liên Hoa Sinh được ngợi ca là vị Phật Thích Ca thứ hai và được đích thân vua Tây Tạng mời đến đất nước của mình để truyền đạo. Trên đường đi, Ngài dùng pháp thần thông diệt trừ nhiều yêu ma quỷ quái đã mang đến cho chúng sinh nhiều tai họa. Đức Liên Hoa Sinh còn trực tiếp tranh luận với Pháp Sư Đạo Bon. Mỗi lần đánh bại một Pháp Sư Bon, Ngài ngay lập tức thông báo rằng Pháp Sư này đã bị quy phục bởi mật pháp Phật giáo và ngay lập tức thánh hiến người đó cho vị thần bảo hộ Phật giáo. Sau khi Ngài sáng lập ra tông phái Ninh Mã, Ngài bắt đầu tìm kiếm những ngọn núi nổi tiếng ở khu vực Tây Tạng để lưu lại kinh điển Phật giáo. Bởi Đức Liên Hoa Sinh đã nói với các đệ tử rằng trong tương lai, thế giới sẽ bước vào thời mạt pháp, những giáo pháp sẽ bị hủy diệt, kinh Phật để lại sẽ bị đốt sạch. Vậy nên, Ngài muốn truyền lại những kinh điển này thông qua phương pháp Thema, kho tàng của bậc giác ngộ, tức là truyền thống chôn giấu, phát hiện giáo lý và những pháp khí tôn giáo giá trị nhờ vào năng lực thần bí của các bậc giác ngộ. Thema này chủ yếu được chia thành hai dạng. Hình thức đầu tiên là ẩn giấu trong lòng đất, tại vùng núi sâu, hồ hay những nơi khác gọi là đại địa Thema.
mục đích là để những nhà thông thái của thế hệ sau có thể tìm thấy những kinh điển, từ đó đạt được giác ngộ thông qua những giấc mơ. Loại thứ hai được xem như sự chỉ dạy của chư thiên, hay còn gọi là thema linh cảm. Hình thức thema do thần linh chỉ dạy này đặc biệt thần kỳ. Tương tự như hồ sơ vũ trụ Akashic, nơi lưu giữ tất cả sự kiện đã xảy ra của nhân loại. Quá trình chỉ dạy của thần linh có nghĩa họ sẽ để lại những bài kinh hay lời cảnh báo quan trọng cho thế hệ tương lai ở một không gian cụ thể hoặc một nơi nhất định. Phương pháp ẩn dấu này là phi vật chất, giống như bộ nhớ vũ trụ Akashic Records. Khi các thế hệ tương lai ở một nơi đặc biệt hoặc trong điều kiện đặc biệt, họ sẽ đột nhiên có được kiến thức trong không gian cụ thể này. Kiến thức ấy sẽ mở mang trí óc và từ từ đưa những kinh điển vào tâm trí họ. Ví dụ như những người ca hát ở khu vực Tây Tạng, tuy không biết chữ, nhưng họ có thể hát bài sử thi truyền thuyết về vua Gesa, một bài ca dài nhất thế giới ngay từ khi còn nhỏ. Trên thực tế, họ đã nhận được sự chỉ dạy của thần linh, vì vậy phương pháp này còn được gọi là tàng thức. Tàng thức là một bí ẩn chưa được giải đáp trong kinh điển Tây Tạng. Vào lúc Đức Liên Hoa Sinh chuẩn bị rời nơi này, Ngài đã truyền bá Phật giáo tại đây trong suốt 55 năm, chôn cất kinh Phật ở nhiều địa điểm và 25 đệ tử chính của Ngài đã được trao quyền khám phá thema. Qua rất nhiều năm sau, một trong những đệ tử cũ của Đức Liên Hoa Sinh tái sinh và phát hiện ra tàng thức ẩn sâu trong ý thức của mình. Người đệ tử này ngay lập tức dịch nó sang tiếng Tây Tạng và truyền bá cuốn kinh này ra thế giới một cách nhanh chóng. Đó cũng chính là nguồn gốc kinh Ba Đô Trung Ấm, nói về một trạng thái trung gian hoặc một khoảng không của con người sau khi chút hơi thở cuối cùng và chờ đợi quá trình phân định nghiệp để có thể tái sinh đến một cõi tiếp theo. Sau đó, quyển kinh này đã được dịch sang tiếng Anh bởi tiến sĩ Walter Evans Wendt nhờ sự truyền dạy của sư phụ ông là cao tăng Đạt Ngõa Tăng Đỗ. Trong một lần tình cờ, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung đã xem quyển sách này và cảm thấy như thể ông đã tìm được một kho báu. Ông nói rằng việc xuất bản quyển sách chắc chắn sẽ gây chấn động bởi đây là một tài liệu rất hữu ích cho các học giả và các tín đồ Phật giáo muốn tu thành Phật. Đối với những người muốn khai mở trí tuệ cũng rất cần thiết. Ngoài ra, quyển sách này còn mang ý nghĩa tuyệt vời đối với những người giáo dân muốn khám phá những bí ẩn của tâm hồn. Tuy nhiên, do vấn đề dịch thuật, bản dịch tiếng Anh không thể diễn đạt chính xác mức độ của Ba Đô Trung Ấm. Vì vậy, Ba Đô Trung Ấm lại được viết thành Tây Tạng Độ Vong Kinh. Năm 1935, phiên bản tiếng Đức của Tây Tạng Độ Vong Kinh cũng ra đời và đánh giá của Khôi Trung về quyển sách cũng trở thành lời tựa gắn liền với nó. Với vai trò là học trò nổi tiếng nhất của nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới Sigmund Freud, Khôi Trung là một người rất thú vị khi ông luôn yêu thích triết học phương Đông. Trong xuyên suốt sự nghiệp của mình, Trung đã dành rất nhiều thời gian khám phá những bí mật của tôn giáo cùng triết học phương Đông. Từ mối liên hệ giữa Trung, Tây Tạng Độ Vong Kinh và Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ cho thấy, tâm lý học phương Tây có thể trở nên hoàn hảo thực sự là dựa vào nền tảng triết học huyền bí và triết học văn hóa của phương Đông. Vì vậy, từ trong lời tựa, Khôi Trung đã nói rằng, từ khi quyển Tây Tạng Độ Vong Kinh được xuất bản, ông luôn xem nó là người bạn đồng hành thường xuyên của mình. Ông đã tìm được sự giác ngộ và tiếp thu được lượng kiến thức đáng kể. Những lý thuyết cơ bản cũng được kế thừa từ quyển sách này, như vô ý thức tập thể, tự tính, tiềm thức tập thể, vân vân. 49 ngày sau khi chết, con người sẽ trải qua những gì? Tuy nhiên, vì người sống không thể trải nghiệm thế giới sau khi chết, cũng không ai có thể đưa ra đánh giá về trải nghiệm cái chết, nên quyển sách này luôn được xếp vào phạm vi của chủ nghĩa thần bí mà không được đưa vào phạm vi nghiên cứu học thuật một cách nghiêm túc. Tây Tạng Độ Vong Kinh mô tả ba quá trình từ khoảnh khắc trước khi qua đời của con người đến khi tái sinh trong 49 ngày. Vì vậy, quá trình xảy ra sau khi chết của một người không chỉ đơn giản là tiến hành tang lễ, mà thực chất là một nghi lễ quá độ. Như chúng ta đã biết, nguồn gốc của Tây Tạng Độ Vong Kinh chính là Kinh Ba Đô Trung Ấm. Trong đó, Trung Ấm ám chỉ sự hoàn thành một bối cảnh hoặc sự bắt đầu của một bối cảnh khác, còn Ba Đô đề cập đến sự chuyển tiếp hoặc khoảng thời gian. Chúng ta có thể chia quá trình này thành 4 phần: Ba Đô của cuộc đời này, Ba Đô của cái chết, Ba Đô của bản thân và Ba Đô của tái sinh. Ba Đô của cuộc đời, nói một cách dễ hiểu, chính là toàn bộ quá trình của con người
từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Thông thường, những người trong ba đồ này thuộc tuổi trung niên, tâm trí chưa giác ngộ nên đa số sẽ còn chìm đắm trong cõi thấp. Họ không biết bản chất của linh hồn là ánh sáng và không tin rằng quả cầu ánh sáng này là thứ duy nhất thật sự tồn tại trên thế giới. Vậy nên, họ sẽ không tin vào sự thực hành của thiền. Trên thực tế, trong phương pháp tu luyện đan dược nội tại của đạo giáo, có một lời giải thích chi tiết về loại ánh sáng cao vài mét có thể tỏa sáng cùng với ánh trăng. Đó cũng là một trong những cách thoát khỏi lục đạo sau khi qua đời. Trong quá trình chuyển từ ba đồ của cuộc đời sang ba đồ của cái chết, linh hồn hoặc ý thức của bạn sẽ rời khỏi cơ thể và trải qua một hành trình đen tối để nhìn thấy một nhóm ánh sáng thần thánh. Phật giáo gọi đây là ánh sáng nguyên thủy, là chìa khóa để thoát khỏi luân hồi. Nếu một người đã giác ngộ thì không cần phải trải qua quá trình sau mà sẽ trực tiếp nhập vào quần thể ánh sáng và đi về cõi tịnh độ. Nếu là một người tà ác cũng không cần qua các bước sau, bởi họ sẽ rơi thẳng vào địa ngục vô tận. Khi bắt đầu ba đồ này, mọi người đều có cơ hội thoát khỏi lục đạo luân hồi, bởi sau khi một người Tây Tạng qua đời, các thành viên trong gia đình sẽ mời các vị lạt ma đọc vong kinh cho người đã khuất. Linh hồn của người mất vừa rời khỏi cơ thể vẫn có thể nghe thấy kinh điển của lạt ma. Lúc này, nếu linh hồn trở nên giác ngộ, sẽ lập tức thoát khỏi lục đạo, giải thoát khỏi xiềng xích của thể xác và đạt được giải phóng hoàn toàn. Sau khi trải qua sự giải thoát vĩ đại này, linh hồn sẽ trở thành một thể ánh sáng dễ chịu và ấm áp. Nếu linh hồn chưa tu đạo, chưa giác ngộ nhưng cũng chưa làm điều đại ác nào, sẽ bước vào thế giới thực 3 ngày sau khi nhìn thấy ánh sáng. Linh hồn lúc này sẽ chuyển từ trạng thái hấp hối sang trạng thái tự phát vì không thể tin rằng mình đã chết. Điều kỳ diệu là ở trạng thái này, linh hồn có thể nhìn thấy thi thể của mình, nhìn thấy gia đình, bạn bè, người thân. Và dù cố gắng hét to đến mấy để giao tiếp với mọi người, nhưng không ai có thể nghe hay nhìn thấy nó. Linh hồn sẽ cảm thấy mình đang mơ, tự hỏi mình đã chết hay chưa. Tiếp theo đó, linh hồn sẽ đi đến gương hoặc giếng, xem mình có bóng hay không. Đi đến ven sông hay bãi biển, xem mình có để lại dấu chân nào không, và phát hiện ra rằng mình đã chết. Vì vậy, ở giai đoạn đầu kể từ lúc chết, linh hồn thường ở trạng thái ngủ hoặc hôn mê. Lúc này, nó không biết hoặc không thể tin rằng mình đã rời khỏi thế giới loài người. Mặt khác, linh hồn bị ám ảnh, lưu luyến bởi cơ thể ban đầu của mình và muốn quay trở lại thế giới thực. Ở trạng thái này, linh hồn có thể có thị giác, thính giác và khứu giác nhạy bén hơn trước khi còn sống. Bởi từng gắn liền với thân xác bằng xương bằng thịt trên thế giới, nên nó sẽ rất háo hức muốn có được thân xác, bước vào thế giới con người một lần nữa để trải nghiệm lại thất tình lục dục. Vòng quay luân hồi bắt đầu xoay chuyển. Dấu hiệu này cho thấy rằng linh hồn sẽ sớm bước vào đầu thai lần nữa. Thực tế, đây là cơ hội thoát khỏi lục đạo. Vị lạt ma tụng vong kinh sẽ nói với người đã khuất rằng: bạn phải hết lòng lắng nghe, cái chết đã đến, đừng cảm thấy trống rỗng hay lo lắng, vì đây là điều mà mọi người đều trải qua. Khi đến lượt bạn trải qua quá trình ấy, đừng ngần ngại rời khỏi thế giới này, bởi bạn không thể ở lại đây với trạng thái hiện tại. Bây giờ, ý thức của bạn đã rời khỏi cơ thể. Chỉ cần không còn ham muốn về thế giới hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức tiếp xúc với ánh sáng. Sau đó, càng ngày, bạn cũng sẽ càng thấy nhiều ánh sáng hơn, nhiều âm thanh và màu sắc khác nhau. Kỳ thực, đây chỉ là sự tưởng tượng của tâm trí bạn. Những người trải qua cận tử và sống lại kể rằng họ thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ trong đường hầm dẫn họ đến không gian khác. Nhưng đó không phải là ánh sáng thật sự của bản nguyên và không thể làm cho bạn được giải thoát. Nếu bình tĩnh và có thể hiểu được những câu kinh Lạt Ma đã nói trong Tây Tạng Độ Phong Kinh, thì ánh sáng bản nguyên thực sự và ánh sáng giải thoát sẽ xuất hiện. Phong Kinh nói rằng, khi ở trong ba đồ này, mỗi người sẽ thấy rất nhiều ánh sáng. Đây không phải là ánh sáng thật, mà là suy nghĩ của mỗi linh hồn khi chúng ta còn sống. Ánh sáng nhìn thấy trong trải nghiệm cận tử mà nhiều người từng nói đến trước đây không phải là ánh sáng thực sự. Vì vậy, linh hồn phải phân biệt màu sắc và tính chất của ánh sáng xuất hiện. Ví dụ như, ánh sáng xanh đậm là ánh sáng trí tuệ của Đại Nhật Như Lai. Ánh sáng trắng sẫm có thể thu hút nhiều linh hồn. Nhưng phải nhớ rằng, nếu bị ánh sáng này thu hút, thì linh hồn sẽ không được giải thoát.
Bởi vì ánh sáng thật phải là ánh sáng thuần khiết. Nó giống như bản chất của linh hồn, sẽ không mờ nhạt mà trái lại màu sắc tươi sáng, ấm áp và trong sáng, vì tâm hồn bạn không có sự tu hành. Vì vậy, linh hồn người đã khuất chưa thức tỉnh và chưa nhận thức được bản chất của linh hồn là ánh sáng, nên sau khi nghe vong kinh sẽ giác ngộ và tìm được ánh sáng thanh tịnh với thuộc tính giống như bản thân trong nhiều tia sáng. Sau đó sẽ hòa nhập với ánh sáng này và ngay lập tức được giải thoát. Bản đồ của bản thân sẽ kéo dài trong khoảng 7 ngày. Nếu bạn không đạt được giác ngộ và giải thoát 2 lần, sẽ phải bước vào giai đoạn khó khăn nhất của quá trình này sau 7 ngày. Trong giai đoạn sau, các Lạt Ma sẽ tụ họp với gia đình họ vào ngày thứ 8 để cầu nguyện lần cuối cho linh hồn người đã khuất. Hy vọng linh hồn sẽ không lạc vào thế giới ảo tưởng và phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để thức tỉnh. Lúc này, tiếng kèn sẽ nói với vong linh rằng bạn phải hết lòng lắng nghe. Vị thần giận dữ sẽ từng người một xuất hiện. Tuy nhiên đừng sợ hãi hay chạy trốn khỏi những nỗi kinh hoàng này, bởi các vị thần giận dữ đều là những thiên thần hộ mệnh cải trang. Chỉ khi bạn chọn cách đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong mình, bạn mới có thể được giải thoát. Chúng ta đã trải qua vô số lần tái sinh bởi vì bản thân quá bị ám ảnh bởi thế giới này, vậy nên không thể nhìn thấu bản chất của thế giới hiện tại. Mọi người trên thế giới đều cho rằng những điều mình nhìn thấy trước mắt là bản chất của sự vật. Điều này biến vị thần bình yên trong lòng bạn thành thần giận dữ. Nếu không thể nhìn thấu bản chất của thế giới, thì ảo tưởng của bạn sẽ thay đổi. Vì vậy, việc chạy trốn khỏi những thứ bạn cho rằng xấu xí chính là dấu hiệu của sự thiếu hiểu biết. Vị thần giận dữ mà bạn nhìn thấy bây giờ trông rất hung dữ, nhưng thực tế ông ấy là một vị thần hòa bình, tốt bụng và đẹp đẽ. Khi dũng cảm vượt qua những tầng sương mù, linh hồn sẽ được giác ngộ. Bạn sẽ hiểu rằng Phật là chân ngã, không thể phân biệt đẹp hay xấu. Đây cũng là ảo ảnh cuối cùng trong giai đoạn trung ấm của bản thân. Nếu linh hồn người đã khuất không được giải thoát, sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là ba đồ tái sinh. Những vong linh trong ba đồ này sẽ có được một cơ thể tâm linh mới, và bởi vì chúng chưa có cơ thể nên vong linh sẽ mạnh hơn khi còn sống, thậm chí sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể đi xuyên qua đá, núi và cây cối. Ngay cả vong linh ở giai đoạn thời gian và không gian này cũng sẽ cảm thấy rằng cái chết là không hẳn là điều xấu, nhưng thực chất đây là một cái bẫy của lục đạo luân hồi. Cơ chế luân hồi sẽ cho bạn một ảo ảnh mạnh mẽ và khiến bạn nghĩ rằng mình có thể ở trên thế giới. Ba đồ tái sinh nằm ở giai đoạn cuối, nên lúc này linh hồn người khuất sẽ càng nhớ cơ thể sống hơn, cho đến khi hình ảnh cơ thể sống trở nên mờ nhạt. Lúc này sẽ xuất hiện một hình ảnh mới. Linh hồn sẽ ngay lập tức biết rằng đó là cơ thể của nó ở kiếp sau và dần nhận ra bí mật tái sinh. Nó có thể sẽ cảm thấy buồn bã, muốn từ bỏ chính mình và không quan tâm đến việc trong tương lai sẽ tái sinh thành cái gì. Nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng cho vong linh, bởi nó vẫn có thể đầu thai thành con người. Việc bạn có thể hóa thành thú dữ hay không phụ thuộc vào tội lỗi mà linh hồn bạn đã phạm. Trên đây là toàn bộ quá trình bao đồ với thời gian 49 ngày, giống với 7 trí 7 tiết đầu tiên trong phong tục truyền thống của Trung Quốc. Phật giáo Tây Tạng cũng tin rằng mỗi cuộc đời đều có kiếp này và kiếp sau. Ví dụ một con bò sẽ có bản chất không phải là một con bò bình thường, mà kiếp trước có thể nó là con người, thậm chí là người thân hay bạn bè của bạn. Và mặc dù ở kiếp này nó là một con bò, nhưng ở kiếp sau có thể có mối quan hệ thân thiết với bạn. Vì vậy hãy đối xử tử tế với thế giới, đối xử tốt với tất cả chúng sinh, bởi những cảm giác chúng ta có hiện tại không phải là tất cả, mà chỉ có ánh sáng mới là sự tồn tại thực sự. Ánh sáng này có thể làm hài lòng tất cả chúng sinh và là bản chất của sự sống ẩn giấu bên trong cơ thể bạn. Mục đích của Phật giáo và Đạo giáo là để cho mọi người biết rằng thứ thực sự duy nhất trên thế giới này là ánh sáng tượng trưng cho linh hồn. Khi nói đến Phật giáo và một vài tôn giáo, ấn tượng đầu tiên của mọi người là thắp hương, thờ Phật hay thờ thần. Nhưng thực tế không phải như vậy, bởi Phật giáo Tây Tạng cũng không cho phép thờ thần. Trong quá trình nghiên cứu Phật giáo, chúng ta nên đọc thêm một số kinh điển để mở rộng tư duy, làm phong phú trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của bản thân, đồng thời giúp chúng ta hiểu sâu hơn về những bí ẩn ẩn sâu trong cơ thể con người. Vai trò của kinh văn cũng giống như sách vở mà chúng ta sử dụng trong trường lớp. Khi thực sự hiểu những câu kinh này,
bạn sẽ hiểu được những thành tựu to lớn mà những người thành đạt vĩ đại để lại trong sách. Những thành tựu to lớn này có thể khiến bạn vượt lên trên quy luật tự nhiên. Những tôn giáo cần tu luyện là Phật giáo, Đạo giáo, thường tu luyện bất tử. Mục đích là để chúng ta khám phá và hiểu được con người thật nhất ẩn sâu trong cơ thể. Con người thực sự này sẽ không biến mất cùng với cơ thể khi qua đời và biến mất vào thế giới. Nhưng nếu không được chính pháp, con người thực sự sẽ theo bạn đi qua vô số kiếp luân hồi. Vì vậy, Đạo giáo và Phật giáo đều chủ trương tu đạo để thăng hoa nội tâm. Phật giáo chủ trương thiên nhiên và siêu việt thiên nhiên, còn Đạo giáo chủ trương về sự thống nhất giữa thiên nhiên và con người. Đây là lý do tại sao nhiều người nói rằng Phật giáo và Đạo giáo vốn có cùng một mối quan hệ, bởi cả hai tôn giáo này đều mong muốn các tín đồ có thể đạt được trạng thái thống nhất giữa thiên nhiên và con người bằng cách hoàn thiện bản thân. Phật giáo và Đạo giáo không chủ trương thờ thần, mà thờ những vị tiền bối đã tu hành đắc đạo. Giống như trong mối quan hệ thầy trò, tôn sư trọng đạo là nguyên tắc mà mọi người phải tuân theo. Vì vậy, tu hành theo Phật giáo và Đạo giáo không phải là hủ tục mê tín, mà chính là một dạng khoa học siêu việt. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Sadhguru giải thích: làm sao một hành giả yoga có thể đi mà không ăn hoặc uống? Năm 2010, tại một hang động trên dãy Himalaya, một vị hành giả đã ngồi thiền liên tục trong suốt một tuần mà không hề vận động, cũng không cần ăn uống. Sự thiền định sâu sắc đã khiến cho nhiều người chú ý. Họ tò mò về cách mà một vị hành giả vô danh có thể làm được điều đó và cố gắng tìm câu trả lời từ một bậc thầy yoga nổi tiếng ở Ấn Độ. Sau khi nghe về sự việc trên, bậc thầy yoga nói rằng từng có một phụ nữ đã tham gia thiền tại nơi tu hành tĩnh lặng của ông. Vì số lượng người tham gia mỗi ngày rất đông, họ quy định mỗi người chỉ được ngồi thiền trong phòng thiền 15 phút. Phụ nữ ấy bắt đầu ngồi thiền từ 7 giờ sáng và cho đến 3 giờ chiều. Cô ấy vẫn ngồi yên mà không hề vận động. Một học viên đã gửi tin nhắn hỏi ông liệu có nên đánh thức cô ấy và yêu cầu cô rời khỏi phòng thiền hay không. Bậc thầy yoga đã trả lời rằng không cần quan tâm, hãy để cô ấy tiếp tục ngồi đó. Trên thực tế, người phụ nữ kia đã ngồi thiền suốt 8 giờ đồng hồ, nhưng do đắm chìm trong trạng thái thiền định, cô nghĩ rằng thời gian trôi qua chỉ mới đến 15 phút. Hình ảnh của người phụ nữ làm cho ông nhớ lại một trải nghiệm thiền định nhiều năm trước của mình. Khi bắt đầu ngồi xuống, ban đầu ông nghĩ thời gian chỉ mới trôi qua khoảng 25 đến 30 phút ngắn ngủi. Tuy nhiên khi mở mắt, ông ngạc nhiên nhìn thấy xung quanh có một đám đông lớn tụ tập. Họ không chỉ treo vòng hoa vòng quanh cổ ông mà còn đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau. Từ những việc lớn như dự đoán triển vọng phát triển kinh doanh đến những câu hỏi nhỏ về lúc con gái họ sẽ bước vào hôn nhân. Đối mặt với đám đông bất ngờ ấy, bậc thầy yoga tỏ ra băn khoăn và nói: các bạn từ đâu mà đột ngột hiện ra như thế này? Mọi người trả lời rằng ông đã ngồi ở đây suốt 13 ngày rồi. Sự việc này khiến ông bất ngờ nhận ra một điều sâu sắc rằng thời gian khi ở trong trạng thái thiền định sẽ trở nên khác thường. Đó cũng là lần đầu ông trải nghiệm sự kỳ diệu của thiền định. Trải nghiệm này cũng khiến ông suy nghĩ sâu hơn về sự tương tác giữa cơ thể và tâm hồn, cũng như cách ông cảm nhận thế giới bên ngoài. Bậc thầy yoga đã chỉ ra rằng khi ở trong những cuộc trò chuyện thường ngày, nhịp tim của ông sẽ duy trì ở mức bình thường, nhưng khi chuyển sang trạng thái thiền định, nhịp tim sẽ giảm xuống chỉ còn 40 lần mỗi phút. Trạng thái thiền định sẽ mang lại cảm giác tự do cho cơ thể. Không còn những ma sát không cần thiết bên trong nên năng lượng sẽ tiêu hao ít hơn. Ông còn nhấn mạnh rằng 20% năng lượng trong cơ thể con người được tiêu hao bởi não, mặc dù não chỉ có trọng lượng tối đa không quá 700 gram. Nếu bạn giữ trạng thái đầu óc ở mức độ cụ thể, lượng năng lượng dư thừa này sẽ rất lớn. Mọi hệ thống đều vậy, cho dù là máy móc hay bất kỳ thứ gì khác, thì việc giảm ma sát khi hoạt động có thể tiết kiệm năng lượng đáng kể. Ngược lại, nếu bất cứ thứ gì hoạt động trong tình trạng ma sát lớn sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu bạn cho phép hệ thống của mình hoạt động mà không có ma sát, quá trình trao đổi chất sẽ được giảm xuống. Trong trạng thái thiền định, bạn có thể điều khiển sự ma sát khi hoạt động tăng hoặc giảm theo ý muốn. Không chỉ giải thích chi tiết về trải nghiệm đặc biệt khi thiền định, bậc thầy yoga còn nói rằng trong vòng 3 ngày,
Ông có thể dạy người khác một hình thức thiền đơn giản có thể làm giảm sự trao đổi chất của họ khoảng 24%. Ông nhấn mạnh rằng đây là mức giảm lớn nhất có thể đạt được trong trạng thái thiền có ý thức. Nếu có thể làm cho quá trình trao đổi chất giảm sâu hơn, một hành giả sẽ không còn cảm giác được cơ thể vật lý. Ở đây chúng ta sẽ thắc mắc, vì sao không còn cảm giác cơ thể vật lý? Điều này không chỉ đơn giản là do sự giảm trao đổi chất, mà còn liên quan mật thiết đến sức mạnh năng lượng của bạn. Loại năng lượng mà chúng ta nhắc đến không phải là năng lượng sinh lý, mà là một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ một chiều sâu khác. Một khi loại năng lượng này trải qua toàn bộ cơ thể vật lý, vị hành giả sẽ không còn những cảm giác mà cơ thể bình thường thường có. Khi đó, họ không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài mà đạt đến một trạng thái vượt qua vật chất và thế tục. Vì sao tượng Phật Di Lặc luôn nở nụ cười? Ngài cười vì điều gì? Di Lặc Đại Phật ở Tuyết Đậu Sơn hay tượng Phật Di Lặc ngồi trên đỉnh núi Cấm, tỉnh An Giang, Việt Nam? Hoặc nếu bạn đã từng một lần đến thăm những ngôi chùa dù lớn nhỏ, chúng ta sẽ dễ dàng thấy hình ảnh tượng Phật Di Lặc mặc áo cà sa, tươi cười chào đón. Phật Di Lặc là một trong những vị Bồ Tát có hình tượng đặc trưng dễ nhận biết. Hầu hết mỗi chúng ta, ai cũng biết đến hình tượng của Ngài. Bức tượng Ngài Phật Di Lặc với đôi tai tròn vành đầy đặn, trái tai dài xuống vai, đầu gối chân trần nở nụ cười chân thành, như lan tỏa niềm hạnh phúc đến bất cứ ai nhìn thấy Ngài. Vậy vì sao Phật Di Lặc luôn được gắn với hình ảnh một vị Bồ Tát luôn nở nụ cười? Ngài cười vì điều gì? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu rõ hơn về nụ cười này nhé! Đức Phật Di Lặc, Ngài là ai? Trong Kinh Phật, Bồ Tát Di Lặc ra đời ở Tiểu Vương quốc Ấn Độ thời cổ đại trong một gia đình đạo Bà La Môn ở miền Nam Ấn Độ. Sau này, Ngài đã trở thành một tu sĩ Phật giáo. Đến cuối đời khi viên tịch, Ngài về trời và được xem là vị Phật thứ 5. Vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện sau khoảng 3 vạn năm sau và thay thế Đức Phật Thích Ca khi người nhập Niết Bàn. Ngài ấy sẽ được sinh ra để kế thừa nhân quả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật dưới gốc cây Long Hoa Bồ Đề ở thế giới Ta Bà, đạt được giác ngộ hoàn toàn. Ngài sẽ giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh và chứng ngộ thành Phật. Trong hầu hết các tu viện Phật giáo, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc được kính cẩn đúc tượng và bài trí theo nguyên mẫu của Ngài. Theo truyền thuyết, Đức Phật có chân thân là một người tai to, khuôn mặt tròn trịa hiền lành và rất hay cười. Theo Kinh Phật giáo, Ngài mặc một chiếc áo vải, thắt lưng to bản, được thắt thành một cái nơ và mang theo một chiếc bình đi bộ qua những con đường. Ban đầu là giảng dạy Phật Pháp và sau đó mang lại niềm vui, loại bỏ những lo lắng trong cuộc sống cho mọi người. Trong các kinh điển Phật giáo có viết, khi Bồ Tát Di Lặc giáo hóa chúng sanh thành Phật, không phải bằng cách hy sinh bản thân, không gây gắt khiển trách, chỉ nhờ vào tâm thiện giáo hóa, mang lại cho chúng sanh nhiều bình an và hạnh phúc. Vì thế, những bức tượng của Ngài cũng tỏa ra sự từ bi, tấm lòng khoan dung rộng lớn, dung nạp cả đất trời. Kinh Phật có nói, Đức Phật Di Lặc có rất nhiều hóa thân. Một trong hàng vạn hóa thân đó là Bố Đại Hòa Thượng nổi tiếng vào thời Ngũ Đại Phân Tranh tại Trung Quốc. Nhà sư Bố Đại, hóa thân của Phật Di Lặc. Thời Ngũ Đại tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 10, có một vị hòa thượng túi vải, ung dung tự tại, bình thản nói cười khắp thế gian, có tấm lòng rộng lượng, nhẫn chịu được những việc người đời không thể nhẫn. Những ai gặp ông đều gọi ông bằng Bố Đại Hòa Thượng, mang ý nghĩa chỉ vị hòa thượng đeo túi vải. Ông thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều màu nhiệm lạ thường. Ông luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi với vẻ mặt tươi cười, chỉ chơi với trẻ em mặc cho có bị mắng chửi thậm tệ. Nhà sư Bố Đại được nhân dân mến phục vì có tài tiên tri thời tiết mưa nắng. Một khi ông ngủ ngoài đường, mọi người biết trời sẽ tốt. Ngược lại, lúc ông đi giày dép và kiếm chỗ tạm trú thì trời sẽ mưa. Tính tình của ông cũng rất ngược đời, được cho là theo tinh thần thiền tông. Trả lời câu hỏi già trẻ bao nhiêu, ông nói, già như hư không. Khi đến giữa chợ, có người hỏi ông tìm gì, ông trả lời, ta tìm con người. Một hôm có vị tăng đi phía trước, sư Bố Đại liền vỗ vai ông ta nói, cho tôi xin một đồng tiền. Vị tăng bảo, nói được thì tôi cho ông một đồng tiền. Đại sư liền bỏ bao xuống đất, đứng im lặng, khoanh tay không nói. Sau khi nhập Niết Bàn, mọi người mới biết ông chính là Phật Di Lặc đã hóa sinh thông qua bài kệ mà ông để lại. Di Lặc, chân Di Lặc, phân thân thiền bách ức, thời thời thị thời nhân,
thời nhân sự bất thức. Bài kệ có nghĩa là: Di Lặc, đôi chân Di Lặc, phân thân thành trăm ngàn người, đứng trước mặt người đời mà người đời chẳng hay biết. Tâm ông thanh tịnh, trong sáng như nhật nguyệt trên trời, mặc dù là một thân thể người, nhưng có thể phân thân thành hàng trăm hàng vạn người. Ông cầm túi vải đi hóa duyên khắp nơi, phân phát lương thực mình xin được cho người nghèo. Trong một bức tranh có tên Thập Tử Náo Di Lặc Đồ, vào thời Minh Mạt Thanh Sơ, chỉ thấy hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, vóc dáng mập mạp, phanh ngực lộ bụng, miệng cười sảng khoái. Nhìn thấy tay phải của ông cầm chắc Phật châu, ngồi dựa vào túi vải, đám trẻ hoặc là bám trên vai, hoặc là nắm kéo tay ông, hoặc là giật lấy cả cây thiền trượng, hoặc là giằng lấy chuỗi Phật châu. Sự quấy phá của đám trẻ và tấm lòng từ bi nhẫn nại của ông khiến cho bức tranh sống động như thật. Nụ cười từ tấm lòng nhẫn nhục. Trong cuộc hành trình khất thực của mình, ông gặp rất nhiều ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người. Nhưng ông không giải thích, không quan tâm, không tức giận, không ăn miếng trả miếng. Ông thường khuyên người ta học cách nhẫn nhục. Trên đời này quả thực thị phi, yêu ghét là rất nhiều. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể làm được gì? Nếu có thể mở rộng tấm lòng thì có thể nhẫn được khuất phục. Nếu như có thể buông tâm xuống được thì có thể xua tan màn đen. Dù là đối với người tri kỷ hay là oan gia, đều có thể chung sống hòa hợp. Trong tâm không vì yêu hận mà tổn thương và phiền não, thân tâm tự nhiên điển đạm tự tại. Nụ cười từ tấm lòng khiêm tốn, cởi mở. Hình ảnh của Phật Di Lặc tượng trưng cho tấm lòng bao la bác ái. Ngài luôn bao dung những điều khó dung thứ trên đời, nói lời tử tế và luôn mỉm cười. Cười vào những kẻ lố bịch trên thế gian. Việc chịu đựng người khác không phải là thể hiện sự kém cỏi và yếu đuối của Ngài, mà nó thể hiện lòng thương xót đối với người đó. Khi ta khoan dung với lỗi lầm của người khác, chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau, chịu đựng nỗi đau vì hạnh phúc của người khác, thậm chí hy sinh bản thân mình, thì đã đạt đến sự bao la bác ái mà Ngài muốn truyền dạy. Hòa thượng Bố Đại, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, còn có khả năng tự tay cấy lúa. Ông thường hay nói với nông phu rằng: tay cầm mạ non gieo phúc điền, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Ông đã dùng lời hết sức giản dị rõ ràng nói với người đời: những ai hay vui vẻ bố thí thì có thể không ngừng gieo cấy ruộng phúc của mình. Khi bạn cúi đầu nhẫn chịu được khí tức trong lòng, lại có thể ngay trong khoảnh khắc cúi đầu đó nhìn thấy bầu trời rộng lớn hiện ra trong nước. Thì ra bầu trời cao như không với được kia chính là ở ngay trong mắt chúng ta. Vậy nên Hòa thượng Bố Đại nói: lùi về sau hóa ra lại chính là tiến về phía trước. Đặc biệt là khi tranh cãi với ai đó, hãy học cách khiêm tốn, vì độ lượng đối với người khác là đang mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình. Nụ cười từ sự vui vẻ, lạc quan. Theo truyền thuyết, Bố Đại Hòa Thượng đã từng tu hành tại chùa Hưng Nghiệp. Sau đó ông du hành khắp nơi để giảng dạy Phật Pháp. Hành trang mang theo chỉ đơn giản là một chiếc túi lớn bằng vải bố, được buộc trên đầu thiền trượng. Túi vải này có thể đựng mọi thứ: thấy vật xin vật, thấy cơm xin cơm. Ông không lo lắng, không vướng bận, chỉ cần đặt túi xuống là có thể nhẹ nhàng vui vẻ, sống một cuộc sống hạnh phúc. Hình ảnh Hòa thượng Bố Đại vác chiếc túi vải du ngoạn nhân gian, dường như đang muốn nhắc nhở thế nhân: mọi phiền não của thế gian như những vật được cho vào túi vải, gánh lên vai sẽ cảm thấy rất nặng, nhưng khi đặt xuống lại rất nhẹ nhàng. Khi buông bỏ hết mọi ân oán trong lòng thì sẽ thu được vô lượng phúc đức dùng mãi không cạn. Có thể thấy rằng một người sống trên đời chỉ cần không mưu cầu sẽ có cuộc sống đơn giản và thoải mái. Ngược lại, nếu cứ mù quáng theo đuổi ham muốn, càng đuổi càng mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Dù trong tình huống nào cũng nên duy trì một tâm trí vui vẻ, lạc quan, không đặt nặng vấn đề vật chất. Trong Phật giáo, nụ cười của Đức Thích Ca được gọi là nụ cười an lạc. Nụ cười của Đức Phật Di Lặc là nụ cười hoan hỷ. Nếu trong cuộc sống chúng ta luôn trao đến nhau những nụ cười vô nhiễm thì đời sống này sẽ an lạc biết bao. Tượng Bồ Tát Di Lặc ngồi trên cao, chân mày giãn ra, miệng cười tươi rộng rãi. Ngài dùng ngôn ngữ yêu thương của Phật Pháp để gần gũi chúng sanh. Chúng sanh nhờ thái độ từ bi và tử tế của Ngài mà trở nên thiện lành, hạnh phúc. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video đến bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.